Xin chào các bác nhé. Đây các bác, Dua về quê ông nội chơi vài hôm. Dua ở trên Quan Sơn mưa to quá các bác, cho nên là không đi lắp ống lọc và làm được giếng, cho nên là anh em về quê chơi thì mấy bác ở quê nhà biết là mình làm cây lọc nước nên là nhờ làm cho các bác, cho nên là phải đi xa, nhà nó không tiện đường xe cho nên là phải đi xa gần chục cây số để lai cái ống này về đây các bác. Thì này, đấy, hôm nay cái ống 250 này về nhà để làm cho khách đây các bác. Nhà ông nội thì em đã đáp rồi, nhưng mà bây giờ lai cái ống này về làm đi đường nó rất chi là khó khăn các bác ạ. Cái ống lọc thì các bác cắt như thế này nhá. Đây, quay cụ thể cho các bác cắt. Đấy. Thì cái ống này các bác có thể dùng cái mũi khoan trục. Các bác ra cái quán điện nước các bác mua là nó có cái mũi khoan tiện này. Ví dụ các bác làm như cái ống của em là ống 48 cho nó thoáng thì các bác bảo bên quán điện nước người ta mua cho cái ống 48. Đấy, về các bác chụp vào cái ống này và các bác cắt như thế này là được. Và cái rãnh này này thì các bác cứ cắt dùng cái lưỡi cắt sắt các bác cắt cho em để cho nó tạo độ thoáng. Thì sau này cái cát nôn cát mà bình thường lọc á, để bên dưới nó sẽ không lên được, vì ở đây ta có một lớp sủi lọc ta chặn ở trên đây các bác. Cái sủi ta lấy nó bằng cái hạt ngô á, ta chặn ở trên đây thì cái lớp cát nôn nó không lên và cái khu này nó sẽ thoáng. Thì khi mà ta sụp ngược sụp xuôi á, nước nó lọc sẽ nhanh hơn cho các bác. Đấy, thì khi mà gắn keo các bác nhớ gắn hai đầu cho em nhé, cả đầu trong đầu ngoài và cái đầu bên đây. Đầu bên đây các bác cũng gắn cho em như thế này đây. Đấy, và đầu này các bác gắn cho em để cố định như sau. Các bác gắn cả hai đầu cố định, khi mà áp suất nước nó cao nó đẩy đi đẩy lại thì nó sẽ không bị lai cái ống này và nó sẽ không bị bung cái lớp keo ở đây. Đấy, nếu mà các bác về các bác gắn mà để nó không cố định, khi các bác làm cái hình thức lọc nước giống em, các bác gắn mà không được cấy thì các bác dùng nó hay bị hở nước. Chính vì vậy mà các bác nên gắn như em. Đấy, các bác gắn chắc hai đầu cho em nhé. Và cái ống lọc các bác cắt như thế này, thì ở đầu đường kia các bác cũng cắt như vậy. Hình thức làm cái ống lọc này nó rất chi là đơn giản thôi. Đấy, thì em cũng xin chia sẻ để nói sơ về các bác làm. Ví dụ như ở các cái khu vực mà mình không có điều kiện để mình làm các cái hệ thống xây bể lọc, hoặc là như ở trong miền Tây á, thì em thấy là bà con sử dụng thường lắng nước vào các cái chum á, thì nó rất chi là vất vả các bác ạ. Cho nên là ta cứ chế cái lọc nước này, mình không có điều kiện thì mình mua cái cây ống mỏng hơn. Ví dụ các bác mua cái ống thoát thì hoặc là mua cái ống rẻ tiền cũng được, về các bác làm để lọc tạm như gia đình cũng được. Còn đây là em làm cho bà con, em bắt buộc em phải làm cái ống dày. Đây các bác, thì sau này khi để keo nó khô xong thì mình bắt đầu mình mới gắn các cái khóa điều chỉnh sau. Và đây là cái van trộn khí để dùng trong khử sát khử phèn cho giếng khoan và trộn dung dịch, hoặc là mình dùng để sục trong công nghệ nuôi tôm các bác ạ. Thì cái van bộn khí này đấy thì nó hoạt động, ví dụ như cái nguồn nước nó qua công suất nó chỉ được tầm 4 khối một giờ lộn về thôi, là cao điểm thôi các bác. Thì cái này công suất mình dùng máy thì cái lưu lượng nước nó chạy qua nó chỉ tầm 4 khối lộn về. Và đây là em đang chế một cái đơn cho khách hàng nuôi tôm ở trong miền Tây các bác ạ. Thì cái lưu lượng nước của cái bộ này sau này em chế xong em sẽ quay cụ thể cho các bác, thì nó lưu lượng nó tầm vô khoảng độ 10 khối, hơn 10 khối một giờ, tầm 11 12 khối. Thì khi mà dòng nước nó chạy qua đây, em đang chế đây các bác, thì ở đây em đang gắn keo và đợi nó khô thì em sẽ chế sang cái van này, lưu lượng nước nó sẽ chạy qua cái ống 34 này và nó hút cái khí oxy nó bộn chung với lại cái nguồn nước á, nó khử đi một số cái mùi và
nó sẽ tạo cái độ khí cho tôm nó thở các bác. Thì là khi mà các bác bơm nước vào bể nuôi tôm á, thì các bác cứ bơm qua cái van bộn khí này thì nó sẽ bộn 50% oxy và 50% nước nó quyện với nhau, nó kéo vào vào bể thì rất chi là tốt. Thì ở đây là em đang làm chưa xong nên là bữa sau em sẽ quay cụ thể cái chi tiết về cái van bộn khí này cho các bác. Đây các bác, đây là cái cây lòng nước đôi em đã làm xong nha. Đây thì đây là cái cây lòng nước đôi làm xong rồi các bác. Thì cái nguồn nước cấp nó vào đây các bác, đây nguồn nước cấp nó vào đây, nó sẽ chạy ngược lên trên đây các bác. Đấy, chạy ngược lên trên đây và nó lọc xuống dưới nha. Đây các bác thấy nó lọc xuống dưới và nó sẽ ra cái chỗ này, nó chạy vòng ở đây các bác. Đấy, nó chạy sang cây này và chạy lên. Đấy, chạy lên xong nó sẽ lọc ngược xuống xuống dưới đây các bác và nó ra cái chỗ này. Đấy, đây là cái đường nước ra cuối cùng của cây lọc đôi. Cây này thì các bác ví dụ như các bác về các bác không làm cây lọc đôi một chỗ mà các bác có thể tách ra làm đôi cũng được, bởi vì các cái điểm kia là em chưa gắn kêu. Đấy, các bác có thể tách ra làm đôi, làm một cây nước lọc từ giếng khoan qua cây lọc này và nó đẩy ra đầu kia nó lên bồn, sau đó một cây mình lắp ở trên bồn. Cây này mình lắp trên bồn, mình lọc nước ở bên trên bồn lọc xuống cũng được. Thì cái cây này mình sẽ tách cái đoạn khóa này ra, giống như cái cây bên kia các bác. Đây, cây lòng 1 đây. Bên đây là cây lòng 1. Thì cái cây lòng 1 này thì nguyên lý hoạt động của nó giống như các cái video để giới thiệu rồi, rất chi là đơn giản này. Cái đầu nước vào ở đây các bác, nó sẽ lọc ngược lên đây, nó chạy quay xuống và nó sẽ chạy ngược lên ra cái đường nước ra, nó ra cái khóa xanh xanh. Thì hai cái cây này nguyên lý nó hoạt động như vậy, nhưng mà ở đây là cái điểm em sẽ đấu vào để điểm đôi để mình làm cây lọc đôi. Thì cái cây lọc đôi này em làm khác với cây lọc kia, vì cây lọc đôi này em làm cho nó tiện thì sau này các bác có thể tách rời được các cái điểm kia. Nếu các bác không gắn kiêu về, các bác làm thêm cái rắc cua, ba cái điểm rắc cua, ba cái góc kia thì mình có thể tháo rời và chuyển đi lọc như cái em nói. Thì đây là cái cây lọc nước đôi đây các bác. Đấy, em làm nguyên lý hoạt động rất chi đơn giản, mình có thể sục ngược sục xuôi, xả ngược xả xuôi nhá. Đấy, bốn cái điểm khóa của các cái đầu trên và đầu dưới là điểm xả đáy. Đây là điểm xả cạn bẩn của đầu dưới và bốn cái khóa trên là điểm xả cạn bẩn của đầu trên. Bên kia cũng vậy. Đấy thì em đã làm xong hai cái cây lọc này để lắp cho khách được các bác, thì sẽ gửi hai cây này nữa giống như thế này để gửi đi các bác. Hai cây như thế này em sẽ gửi vào cho bác ở bên trong Phú Yên và cây kia sẽ gửi ra Hà Nội các bác. Thì ở đây em làm được ba cây lắp tạm cho khách và ba cây ngày mai em sẽ làm tiếp và gửi đi. Thì cái vật liệu lọc thì nếu bác nào mà muốn biết về cái vật liệu lọc thì cứ vào kết bạn Zalo với em theo cái số điện thoại 0 98 171 1236, thì em sẽ gửi cái bảng báo giá của vật liệu lọc và các cái cách để mình bùa cái vật liệu lọc này vào các bác. Thì ở đây em làm lắp cho khách hoặc em gửi đi cho các bác, thì tất cả em đều sẽ gửi cái bảng báo giá của vật liệu lọc và cái cách bùa vật liệu lọc cho các bác nha. Thì ở đây các bác ở miền Tây hoặc là ở những vùng nông thôn khó khăn, điều kiện mình kinh tế mình chưa có, mình có thể mua cái ống về mình làm cái cây lọc nước như thế này. Hoặc là các em miền núi mình không xây được bể, mình phải di chuyển các cái hoặc đi làm công trình di chuyển cái việc lọc, thì các bác cứ làm cái hình thức lọc như thế này cho em nhé. Và ở đây em làm cái nắp đại thì có hai cái hình thức làm nắp đại các bác. Một là làm cái nắp đại em sẽ khoan bốn con vít ở đây các bác, thì khi về các bác đóng cái nắp này nó chặt xuống nha, sau đó ta sẽ dùng con vít ta vít lại để cho cái sức ép của nước nó không đẩy lên. Đây, ở đây cũng vậy các bác, thì xung quanh đây các bác thấy cái vết em bôi keo đây, và bên trong nắp em sẽ bôi một lớp keo dày nữa, thì ta đóng xuống hai cái lớp keo này nó dính lại với nhau thì nó sẽ không bị dọa nước ra các bác nha. Thì cái keo này các bác bôi để cho khô xong ta mới đóng nắp nữa, nếu ta để ướt thì nó sẽ ăn keo. Và đây bên đây các bác, bên đây là hình thức em sẽ làm cái nắp như thế này. Thì cái nắp như thế này để làm cho cái cây lọc nước là nó có cái côn ở đây các bác, đây nó có cái đầu thu ra. Và ta sẽ làm này, cái này thì đóng, ta nó đóng xuống thì nó chặt hơn và nó sẽ không bị bung nắp. Mà nếu bung nắp thì ta cũng sẽ tiến hành ta khoan cái lỗ đây, ta làm cái vít như vậy, ta vít lại à, nó sẽ không bị bung nắp nữa các bác. Đấy thì đây là cái cây lọc 1. Để em quay cho các bác xem. Thì ở đây là do quá trình
ở trên Quan Sơn mưa tua cho nên là mấy hôm em về quê các bác ạ, nhưng mà cái yêu cầu của bà con xung quanh thì cũng muốn lắp cái lọc nước cho nên là phải lấy về chế để lắp cho bà con xung quanh. Và em cũng sẽ gửi một bộ đôi như thế này cho khách ở trong Phú Yên, và còn 5 đơn hàng nữa thì em sẽ làm sao gửi cho các bác. Bởi vì cái ống 250 này nói thật với các bác, khi mà lấy phải đặt công ty họ sản xuất với cua, còn bình thường là ống 250 này nó không có sẵn. Ví dụ mình làm 160 hoặc 200 á, thì ở các cái đại lý lớn như ở thành phố thì có, nhưng mà ví dụ như là cái hàng ống to từ 250 đến 300 độ lên là mình phải gửi thành phố, cho nên đôi khi các bác đặt hàng đây em hoặc chuyển khoản vào, nhưng mà em làm chậm tí thì mong các bác là thông cảm cho em, hết sức thông cảm cho em nhé. Thì các cái đơn hàng này em cũng sẽ cố gắng, khi mà có ống này em sẽ làm gửi cho các bác ngay. Đấy, và những bác nào ví dụ như mình có điều kiện, có thời gian, mình có thể làm được các cái cây lọc nước này thì em cũng xin tư vấn cho các bác làm tại nhà rất chỉ là đơn giản. Nếu các bác không hiểu thì các bác cứ kết bạn Zalo với em theo số điện thoại lúc nãy em vừa đọc đó, là 0981711236. Em sẽ hướng dẫn cho các bác làm từ A đến Z. Nói chung là cái này em làm để lắp cho bà con, và những bác nào mà không có thời gian thì đặt hàng thì em cũng sẽ bố trí thời gian làm cho các bác. Còn ví dụ những bác nào có thời gian mà các bác có thể mua ống về tự làm được mà không biết cách làm thì các bác có thể điện thoại cho em hoặc là hỏi em trực tiếp, em sẽ tư vấn cho các bác làm nhiệt tình. Bởi vì cây lọc nước này mình em cũng muốn chia sẻ cái cách chế của mình đến tất cả bà con, làm sao mà nó giảm được cái chi phí mua cái hệ thống lọc hoặc xây bể lọc cho bà con từng vùng các bác. Bởi vì có nhiều nơi á thì cái nguồn nước sinh hoạt nó không được sạch lắm, và cái điều kiện kinh tế nó đang còn thấp, cho nên là mình làm cái cây lọc nước như thế này về các bác đổ cát vào các bác lọc, nước nó cũng đã sạch rồi, mình sử dụng cũng ok rồi. Ví dụ mình đào cái giếng đào, mình lọc qua cái cây lọc này để mình sử dụng thì nó sẽ rất tốt. Đấy, thì ở đây là ba cái cây lọc em làm để chuẩn bị lắp cho khách, thì cũng review lên cho các bác xem. Đây là cái mẫu lọc đôi em mới làm, nó khác với cái mẫu mộc, mẫu lọc lần trước, thì các bác có thể xem và tham khảo. Và đây là cái cây lọc một các bác, và mấy cái van bộn khí nữa. Thì cũng có khách đặt hàng em làm cái van bộn khí cho nuôi tôm công nghiệp, thì em đang làm dở cho nên là chưa xong. Nếu xong em sẽ quay và review cho các bác xem để tham khảo. Thì cái van công nghiệp đấy em làm thì nó tùy theo cái khối lượng của máy bơm, kể cả mình làm từ 15-20 khối mình cũng có thể chế để làm được các bác. Thì ở trong kia là có 6 cái đơn hàng van hút sâu em đang làm để gửi đi cho các bác, và mấy đơn hàng của van trộn khí thì ngày mà sáng ngày mai thì bên chuyển phát nhanh GMG họ đến thì em sẽ gửi đi cho các bác luôn thôi nha. Thì các bác nhận hàng thì ví dụ như có gì mà chưa hiểu thì cứ điện thoại trực tiếp cho em sẽ hướng dẫn các bác tận tình. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nha. Chúc các bác ngày mới vui vẻ và nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Xin gặp lại các bác ở video lần sau.